Ôi trời 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 di chuyển kiểu gì vậy trời? Oh my god, con nhỏ này. Oh my god, mấy bạn thấy nó làm cái gì không mấy bạn? Nó ngồi và nó di chuyển bằng đích của nó. Trời ơi trời, lần đầu tiên kìa nữa kìa. Ôi mấy bạn ơi, lần đầu tiên anh thấy cái con dân làng này, con nhỏ dân làng này nó bị khùng khùng mấy bạn ơi kìa. Nó đang ngồi và nó di chuyển được. Đây như vậy là nó đang ngồi nó đi ị và nó vừa đi và vừa di chuyển như vậy, mắc cười vãi luôn. Thôi kệ đi mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy không, hôm nay anh chuẩn bị trong người rất là nhiều giấy luôn. Mấy bạn biết tại sao không? Dạo này với cái mùa dịch mấy bạn, dân làng kiểu người ta mua giấy về nhiều lắm mấy bạn ơi, mua quá trời giấy luôn nè. Anh phải đi bán giấy với dân làng nè mấy bạn. Để coi coi ông này không mua nè, để mình tìm mấy cái ông nào mặc áo trắng mấy bạn. Ông mới mua giấy, cái ông nào mặc áo trắng ta. Trời sao không thấy, đây 34 giấy một emerald hả? Thôi, ông này ông mua giấy gì đâu mà mắc muốn chết luôn mấy bạn ơi. 34 giấy mới đổi được một emerald. Thôi, không có bán cho ông này, mình đi kiếm mình bán cho ông khác mấy bạn. Hai thằng này nó khùng nè mấy bạn ơi, nó thi cuộc thi mở cửa hay gì á, thằng mở thằng đóng. Từ nè, đập cái cửa luôn cho khỏi mở nữa, mà thiệt chứ. Để coi ông nào bán giấy nữa không? Ê, lộn, ông nào cần mua giấy mình bán cho mấy bạn ơi. Ông lên. Ui đây có một ông áo trắng nữa đây. Ông này 34 còn ông này. Ui ông này có 25 giấy một emerald thôi. Đây, cái này là ngọc lục bảo chứ mình nói lộn là emerald hoài. Mình đổi giấy nha. Đó, như vậy. Bỏ vô đây tiếp. Trời ơi mình đổi như vậy là mình giàu luôn mấy bạn ơi. Không biết mấy ông này có bị hết giấy không ta. Rồi xong luôn rồi. Ông này ông là thủ thư mấy bạn ơi. Ông hèn gì ông mua giấy nhiều quá. Ông này 34 lẫn mắt quá là mắt luôn à. Thôi mà kệ đổi luôn chứ sao giờ. Đổi hết luôn cho rồi đi. Có nhiều emerald để đem về xài mấy bạn ơi. Rồi xong. Nó cho mấy ông luôn đó. Rồi 12 emerald. Kìa coi kìa, vui kìa. Đó, vui kìa. Ông này thôi rửa thôi, tôi có đổi mấy ông này đâu. Cục mày mày thổi càng hoài, nhức cái đầu. Ơi mừng quá mấy bạn ơi, hôm nay mình đổi được quá tờ emerald luôn nè mấy bạn. Yeah. Ui tranh gì vậy? Cái gì đây? Truy tìm quái vật ăn thịt dân làng. Oh my god, con quái vật ăn thịt dân làng hả? Đâu trời, cái này cái khung cảnh này mấy bạn. Ủa cái này cái làng này đúng không mấy bạn, nhìn nè. Ở đây là cái làng này mấy bạn, và ở đây là có cái thác nước. Ui từ khoan mấy bạn ơi, hình như anh thấy cái này phải là con quái vật không trời nè mấy bạn thấy không? Ủa cái này là nguyên một con quái vật nè, giống kiểu không lẽ cái này là quái vật hồ Loch Ness hả trời? Oh my god mấy bạn ơi, cái này là kiểu quái vật hồ Loch Ness xuất hiện mấy bạn. Mà cái này cái hồ này, cái thác nước này nó giống như là cái thác nước kim cương thì phải. Không lẽ là cái hồ này? Oh my god, mình chạy ra đó coi thử coi. Không lẽ là làng của mình lại có quái vật ăn thịt dân làng trời? Oh my god, cái làng này không lẽ mấy cái ông dân làng mấy ông đi câu cá rồi mấy ông bị quái vật ăn thịt hả? Ủa cái này là đúng không ta? Ủa đây cái thác nước đây rồi. Không lẽ cái chỗ này nó lại xuất hiện quái vật? Nó lại xuất hiện quái vật thì mình đâu có thấy con quái vật nào đâu mọi người. Rồi mấy ông dân làng này lại xạo ke với mình đó mấy bạn ơi. Quái vật thì làm gì có, anh chỉ thấy một cái hồ không thôi. Thôi để mình về mình nói với mèo thử coi. Mèo với chị Panda bữa giờ có thấy con quái vật nào không nha mọi người? Mèo ơi mèo, mèo ơi. Ủa mới thấy bóng dáng của mèo chị Panda mà. Đây rồi mèo, mèo ơi, mèo. Ai kêu tôi á? Ai kêu tôi? Kêu con khỉ nè, tự ăn kẹo đi chứ. Bộ đang xách cục kẹo qua tính cho ông nè, ăn không? À, đưa đây. Đưa đây, tôi đó chính là kẹo quỷ, sau khi ông ăn vô thì ông sẽ biến thành quỷ, ăn đi. Sợ ke vãi luôn. Magic candy kẹo phép thuật hả? Cái này đâu có ăn được đâu. Cái này cho mèo ăn nè. Chơi cho vui thôi. Mèo biết gì không mèo? Hồi nãy tôi vô làng á, tôi mới thấy được thông báo của làng là làng đang truy tìm một con quái vật hồ Loch Ness á mèo. Rồi thật ra là nó giống con quái vật hồ Loch Ness thôi chứ nó không phải quái vật hồ Loch Ness nha. Tại vì ở đây không có quái vật hồ Loch Ness mèo ơi. Nhưng mà con quái vật đó ăn thịt dân làng mèo ơi. Ui ghê quá vậy. Nè, sáng tôi mới đi đổi giấy cho dân làng nè, có giấy vệ sinh với giấy làm sạch nè. Và mấy ổng á đăng tấm hình về một con quái vật ở dưới cái hồ kim cương của mình đó mèo. Hồ kim cương. Ừ, cái hồ đó hồi đó xuất hiện cả cá mập, bây giờ á còn xuất hiện cả quái vật nữa mọi người ơi. Cái gì thấy ghê quá vậy? Ôi ghê quá, chị Panda về nhà kiếm đồ đi quánh con quái vật chị Panda, mình sẽ đi bắt con quái vật đó đầu tiên được đẹp hết á. Tự tin chưa kìa. Tời làm như á mẹo chị Panda bà rồ lắm vậy, nghĩ sao bắt được con quái vật đó. Dân làng người ta đang truy tìm nó mẹ, không biết là bắt được có được thưởng không nữa. Mà thôi kệ đi. Là được thưởng rồi, truy tìm phải có thưởng chứ. Nhiều khi truy tìm quánh cho vui thôi. Bây giờ mèo đi vô nhà đi, tôi không quan tâm nữa mèo. Ủa gì vậy? Tiện nhiên không. Vậy thôi, cái hồ ở ngoài cái thác kim cương đúng không? Ừ. Rồi chị Panda em về đi ngoài nè, biết đâu mình kiếm được quái vật, cái đánh con quái vật đó xong mình sẽ rất là được kho báo. Từ hai người này tham lam mấy bạn. Ủa sao nhà mình bị mở cửa vậy? Ủa mày có không lại có ăn trộm trời. Kim cương nhà mình quá trời luôn. Ui đừng ai lấy kim cương của tôi. Ok kim cương còn đây nhiều quá. Lại giấy để giấy cho mấy bạn ơi. Thời buổi này là mình phải giữ giấy với kim cương. Yeah, mình có nhiều kim cương với giấy quá. Thiệt là vui mấy bạn ơi. Yeah. Woo. À nghe lén nè, nghe lén. Đi về chưa? Đi về nhà. Đừng trộm nè, nhìn trộm nè cái gì? Tôi suy nghĩ lại, tôi không có gì đâu người hết trơn, đi ra ngoài bắt công có vật ăn thịt tôi đó. Bởi vậy tôi sẽ vô nhà của ông mượn tí kim cương của ông được không? Tại kim cương còn ăn hết không nghe cho mượn. Mẹ biết tôi cực khổ cỡ nào tôi mới có được nhiêu đầy kim cương mẹ biết không? Tại hả? Cực khổ gì, nguyên rương kim cương thì cho tôi tầm 3 viên, tôi làm
đâu cái kiếm cũng được rồi. Trời ơi, mèo ơi mèo, tôi lại mèo. Mèo với chị Panda này nghĩ sao? Mày biết con quái vật nó to cỡ nào không? Tôi nghĩ ít ra đó là nó phải to bằng cái nhà của tôi đây nè. To bằng cái nhà? Mèo nghĩ coi, cái mặt của mèo á, mèo cầm cái kiếm kim cương ra nó nuốt mèo một cái một, mèo chết luôn rồi. Phí của cái kiếm kim cương của tôi. Đánh quái vật bằng cái gì? Trời ơi, bây giờ á, đánh quái vật đúng không? Thì tôi nghĩ chắc khỏi đi mèo ơi. Kệ, có mấy dân làng bị ăn thịt chứ mình đây mình đâu có bị gì đâu đúng không? Đã ăn thịt hết dân làng rồi sao? Tới lúc đó nó vô nó ăn thịt ông á, trong biết. Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ thì mèo muốn được rồi, chờ tôi xíu nè. Tôi lên đây tôi lấy đồ tôi cho mèo nè. Để tôi kiểm tra đồ của tôi coi. Đây, ở đây tôi còn một cái cúp nè, một cái bông nè, có cái áo giáp đây rồi. Đây rồi, nè nè, để tôi lấy hết mấy cái này ra. Rồi xong. Đó, tôi bận giáp kim cương lên cho mèo cái que đó. Rồi xong. Sao tôi có cái cúp kim cương rồi, cũng được. Trời ơi, mèo lấy cúp kim cương của tôi lẻ quá vậy trời. Trời ơi, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Ông cho tôi. Được rồi, cho luôn. Viên kẹo, ăn viên kẹo vô coi. Cái cúp kim cương này xìu quá, không thèm. Ăn viên kẹo vô mà hình như mình bị mất thức ăn thì phải. Ăn viên kẹo vô bị mất máu hả? Tôi bị mất ống thức ăn mà kệ đi nè, tôi cho mèo nè. Tự tôi chế cho mèo một cái kiếm kim cương. Thôi đi, tôi tự chế rồi. Tự cậy bà Panda lấy vô, tôi chế xong mùi giáp luôn. Chị Panda, chị lẻ quá vậy. Mấy bạn ơi, bà Panda vừa vô nhà mình bà lấy kim cương và chế nguyên bộ giáp thiệt lẹ luôn. Chị đi đánh quá chật nè, cưng phải hiến cho chị đi, không sao đâu. Đúng rồi. Trời ơi. Phải biết chia sẻ với nhau chứ, không lẽ ông muốn quái vật ăn thịt tôi với bà Panda luôn hay sao? Đúng rồi, được rồi. Đây đây đây. Nè, quái vật ở dưới nước thì tất cả tôi nghĩ là mình phải tìm cái gì đó mấy bạn. Cái phải tìm cái thuyền đây. Ở đây đập gỗ đi nó, đập gỗ lấy thuyền. Đó, đập gỗ mình làm xong chiếc thuyền là tôi tiễn mẹ của chị Panda đi gặp tàu gặp gì ta? Gặp Hà Bá đúng rồi. Tôi sẽ tiễn mẹ chị Panda đi gặp Hà Bá. Nãy giờ tôi và Panda chỉ nghe là có quái vật thôi chứ chưa biết nó bự làm sao hết trơn à. Thì tôi nói nó bự bằng cái nhà của tôi á chứ tôi thấy trong cái hình nó to lắm mèo ơi. Thiệt hả? Ừ, nó to dữ vậy. Nhiều khi mấy ông dân làng ngựa photoshop lên cho nó bự lên. Trời ơi, tại mẹ biết không? Mấy bạn biết mấy tấm hình trắng đen mà năm 1900 hồi đó không? Nó cái kiểu như vậy ra sao photoshop bà nội. Hiện giờ mình sửa lại hình trắng đen photoshop lại cũng được vậy đâu cần cũng phải đúng gì đó. Nhưng mà thôi tôi không biết nữa, để tôi chèo thuyền ra thử coi. Anh nghĩ là cái con quái vật đó là lâu lắm rồi mấy bạn ơi. Thấy hình trắng đen là anh biết là cái kiểu từ hồi ngàn xưa rồi. Ủa mà khoan mấy bạn, cái thác nước nó mới xuất hiện ở đây, làm sao mà ngàn xưa được đúng không? Thấy chưa, tôi nói mà cái mấy con quái vật chắc là cãi tôi. Không lẽ mấy ông photoshop thiệt, tại tôi thấy con quái vật nó bự ngang cái núi á mèo ơi. Trời, ra cái đầu nó cao hơn cái núi á. Vậy là mấy ông nó xạo rồi. Không lẽ là cái hồ này có chết ép vậy mà xuất hiện được con quái vật cả ta? Trời, để em nghiên cứu mấy bạn. Có thể là con quái vật nó bơi từ biển vô không? Tại vì mấy bạn nhìn đi, cái hồ này á thật sự là nó rất là thấp mấy bạn. Mấy bạn nhìn đi, anh chỉ nhảy xuống như vậy nè, nó làm sao mà con quái vật nào mà xuất hiện ở đây mà mình không thấy đúng không? Vậy là chỉ có một cái trường hợp thôi mèo. Mèo đi theo tôi mèo. Chèo lên đây nè. Nó tôi nghĩ là cái con quái vật á mèo là có thể là nó bơi từ cái đại dương vô nè. Nhưng cái gì mà nữa? Nói con quái vật nó to như vậy á mà cái chỗ này thì nước nó cạn xèo à, không lẽ quái vật đi bộ vô? Trời ơi, con quái vật đó có thể là một loài động vật lưỡng cư mèo hiểu không? À. Nó có dùng có những cái chi của nó là nó bơi từ vô đó tôi vậy đó. Đúng rồi, nhiều khi là con quái vật đó lúc mà nó bơi gần tới bờ nó thọt cái chân nó ra nó đi bộ vô sao? À, nhưng mà không có con nào đang bơi mà lên tới bờ thọt bốn cái chân ra đi bộ nè mèo. Nhìn đi, chỉ có đại dương này nè, cái chỗ này mèo mà cái chỗ dân làng dưới nước cái này nè mèo, nó mới sâu thiệt là sâu. Các bạn nhìn đi. Ê, nó sâu khủng khiếp á mấy bạn ơi. Người hút biết sao không? Sao tôi nghi ngờ là cái làng nước này nè với cái làng trên bờ có mâu thuẫn với nhau cho nên là cái dân làng dưới nước này mới thả quá vật cho ăn thịt mấy con trên đúng bờ. Rồi mèo, để tôi bơi xuống cái từ ở dưới này nó sâu khủng khiếp mèo ơi, cỡ dưới này là không thấy đường luôn á. Tôi bơi lên đúng là chỉ có tầm này thôi mấy bạn ơi, mới có quái vật được thôi chứ cái hồ cũng quá nhỏ. Hay là vậy mèo ơi, để tôi á bây giờ mình sẽ có kế hoạch là như vậy đi, mình sẽ dùng chị Panda để làm mồi nhử nha mọi người. Đúng vậy vậy sao là chị nữa. Trời ơi, chị là người á nhanh nhẹn nhất trong team, chị không thấy vậy? Chỉ trong vòng nửa giây thôi là chị đã chế tạo xong bộ giáp kim cương rồi. Trong khi đó mèo với em á không, cái này là đồ chỉ có sẵn gì là bộ chế á chứ phải chị đâu. Thôi mà đừng nói nhiều nữa, em á cho chị là người nhanh nhẹn nhất trong team chị Panda. Chị có khả năng á chạy trốn nhanh nhất sau khi gặp mấy cái chuyện mà nguy hiểm á chị Panda. Nè, hay là giờ tới lúc chị gặp quái vật chị ngu lắm. Thôi đúng rồi, chị ngu là cái gì cần thiết nhất ở đây á chị Panda. Tại vì quái vật nhiều khi nó thấy ngu quá nó không ăn. Quái vật thích ăn người ngu và chị Panda là người ngu nhất ở đây. Đúng rồi. Bây giờ á mình sẽ dùng chị Panda để mình làm con mồi mấy bạn, hay là mình bắt chị Panda bơi qua bơi lại giữa hồ trong vòng 2-3 ngày vậy đó đi. Đặng con quái vật thấy chị Panda hấp dẫn. Ê hết rồi, bây giờ chị không muốn làm mồi, chị muốn làm cái khác. Chị muốn làm cái gì? Cho chị làm thợ săn đi. Thôi làm thợ săn cho. Đúng rồi, chị Panda, chị sẽ làm thợ săn bơi dưới nước chị Panda. Lên đây em phát cho chị. Đi, đừng phát cho chị cung đi, chị đi nhắm con mồi. Chị bắn cái trong đầu của nó. Nè, phát cho chị cung, chị đi nhắm con mồi đi chị Panda. Chị lên đây nè chị Panda. Nè, chị làm thợ săn nhắm con mồi đi chị Panda. Đúng rồi, chị thấy giờ chị thiệt là khôn. Rồi nhảy xuống nước bơi đi. Bơi. Cái cung nè, nè. Chị mau làm thợ săn và nhắm con mồi đi. Đưa đây, để chị. Rồi thôi chị đi nha. Trời ơi, chị Panda chị bơi. Đưa cho bà Panda cái cung thôi, vậy em về em lấy cái cung khác. Mắc
mất công. Chị kiếm con quái vật nữa. Sao mà hai người có một cây cung là làm sao mà tiêu diệt được quái vật đúng không? Không sao đâu hết. Hết bệnh, lúc về hết buồn mới hết à. Từ ơi, tại chị bơi gần gần lên đây coi lỡ đâu nó xuất hiện ở dưới này nó táp chị một cái rồi em không kịp trở bàn chân rồi sao? Chị bơi vô đây lẹ lẹ lên. Sao chị kiếm? Rồi chị bơi tầm đó thôi, chị Panda, chị bơi tầm đó. Chị đứng đó chị nhận nó đúng không? Rồi, cởi hết đồ ra chị Panda, cởi hết giáp kim cương ra đi. Chị bận giáp cây vậy mình phải cởi giáp kim cương ra nữa hả? Chị vậy nó không muốn ăn á chị Panda. À, vậy để chị để tay không luôn chứ đến bây giờ á chị Panda bơi như vậy á là an toàn nhất luôn mấy bạn, không cần giáp gì hết trơn á. Bây giờ em sẽ đứng em nhảy đặng cho cái con quái vật đó nó thấy. Ê, chị có nên lặn xuống để kiếm nó không? Trời ơi, cái gì? Bơi vô thuyền chị Panda, bơi vô thuyền. Từ từ chèo lên thuyền mèo. Thuyền nè, thầy chèo lên thuyền. Ôi, chèo lên thuyền nó căng kìa mèo. Mèo ơi, trèo lên trời ơi, trời mèo bay luôn rồi. Tôi chạy vô bờ. Ôi, chị chủ đang đá nó quýnh nó để chị chạy. Rồi bây giờ sao quýnh được nó đây mọi người? Ok, nhảy xuống làm liều luôn. Ok, từ từ. Ôi, rớt cái kim. Chặt cái chân nó mèo. Nó chọi mèo kìa. Không được. Bơi vô bờ đi chị Panda. Rồi rớt cái cung rồi kìa. Chị Panda bơi vô bờ đi chị Panda. Shit bay rồi. Bơi vô bờ. Rồi xong chết mèo rồi chị Panda ơi. Cứu tôi. Ê tôi sắp chết rồi, nó cắn. Thôi kệ mèo đi chị Panda ơi, coi như là bây giờ chạy đi chứ giờ nó xoáy chị nãy giờ chị cũng sắp chết rồi mèo. Chị Panda theo em, chị Panda em nói nè chị nghe nè. Rồi xong lên khói rồi chị Panda. Thôi mình coi như là trong cái xóm của mình chưa từng có mèo đi nha mọi người, thôi mình đi về mình ngủ nha. Chứ cái con này em không có lại nó. Chứ chị nghĩ đi, cái tướng nó vậy mà nó còn biết chơi tiệt chiêu lốc xoáy nữa, ai chịu cho nổi với bà nội. Mình đứng từ xa mình bắn nó. Khoan, nói tới cái việc đứng từ xa bắn thì em mới nhớ ra ở trong làng mới có một cái khối sức mạnh chị Panda, cái quả cầu sức mạnh siêu vip luôn. Và nếu mình nó đâu mất tiêu rồi, nó bơi đi rồi chị Panda. Con trùng nó mất rồi. Cứu tôi. Ai mà cứu. Ê mèo đừng lo mèo. Dạ. Tôi có kế hoạch, tôi có kế hoạch. Ở ngoài làng có một cái khối sức mạnh, nó lặn xuống rồi mèo, và chúng ta có thể chế tạo ra được một cây gậy sức mạnh siêu nhiên á mèo. Còn chúng ta có thể tiêu diệt được con quái vật này á. Đúng rồi, mau đi trả hồn cho tôi. Tất nhiên rồi. Thật ra là tôi cũng có cái gậy sóng thần nữa, nhưng mà cái gậy sóng thần của tôi làm gì, làm quái gì tiêu diệt quái vật xuống nước. Cái gậy sóng thần của ông á để đó, ông vú đi chứ ở đó ông làm gì được nó. Quái vật ở dưới nước làm sao mà tiêu diệt được. Thôi bây giờ mình sẽ tiêu diệt nó bằng một cây gậy mới đi mấy bạn. Mình sẽ chế tạo ra một cây gậy mới để tiêu diệt quái vật nha. Tôi không biết nữa, một hồi mình thấy thì mình sẽ biết thôi. Chắc cũng là một trong những cây gậy có sức mạnh của nước thôi mấy bạn ơi. Giờ đi đâu hả? Thì đi vô làng chơm cái quả cầu sức mạnh của làng chứ là cái gì mèo. Đi chơm quả cầu sức mạnh của làng không sợ làng bắt ông bỏ tù hết. Trời ơi, sợ cái gì mà sợ. Bây giờ mình lấy cái này để mình giải cứu làng mày hiểu không? Khoan, để tôi coi trong người tôi còn 20 cây gậy được rồi. Chúng ta cần rất là nhiều gậy mày hiểu không? Thấy cây gậy, cái quả cầu sức mạnh này cần nhiều gậy. Mình chơm biết đâu á, mình chơm đồ của làng mình tiêu diệt được quái vật xong mình trở thành người hùng của làng rồi sao? Đúng rồi, trời, mình đã có huy hiệu người hùng của làng trong livestream sinh tồn 1.16 rồi mà mọi người nhớ không? Bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm huy hiệu của làng này nữa mọi người. Kiểu cái làng này nè mọi người, nó mấy ông này nè. Trời ơi, nhìn mặt ngu vậy thôi chứ mấy ông này toàn bị quái vật ăn thịt thôi. Thôi để tôi lên coi trời ơi cái gì mà bu đó quá đông kìa. Coi chừng kiểu đang bàn tán con quái vật đó mèo ơi. Né ra mọi người. Ôi rồi sao mà thằng lính này nó đang canh giữ cái kho. Ủa thôi cái nó có canh giữ đâu. Bước vô thôi. U mấy thằng này 32 ngọc lục bảo. Ok chơm luôn. Quên nếu mình không phải chơm tiền bạn cho mấy ông dân làng này cái tiền hồi nãy mình mới lấy luôn nè. Rồi để coi giáp kim cương. Đây rồi mọi người, đây là quả cầu này tên là Anken Laser Storm Cha nè. Đây là khối sức mạnh này mèo. Cái khối này là khối tôi nói tới nè. Bây giờ chúng ta hãy đi vô nhà dân làng để tìm coi có nhà nào có cái bàn chế tạo không. Sao mình về nhà mình chế luôn nha. Để tôi đập cái ruộng đi mọi người ơi. Đập cái ruộng đi cho dân làng nó khỏi cục ngay ruộng đi mọi người. Đó, đập ngay đây. Mình sẽ làm cái bàn chế tạo ở đây nha. Như vậy là lấy này. Chị Panda có bàn chế tạo kìa. Cái gì trong người chị cũng có. Chị Panda em vừa làm cái bàn chế tạo luôn nè. Ok, bây giờ chúng ta có bàn chế tạo siêu to khổng lồ. Đó, hai cái luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt cái gậy như đây và bỏ cái khối này lên. Ủa sao để như vậy nó không ra ta, đáng lẽ nó phải ra cái gậy sức mạnh mà. Ui chết mèo ơi, hình như là tôi sai, cái gậy này không phải. Cái gậy này phải là que quỷ lửa. Que quỷ lửa. Bây giờ sao ta không có cái que quỷ lửa làm sao tôi làm được? Tới địa ngục có quỷ lửa hay sao?
Trời ơi, vậy là không được rồi mèo ơi, mất nhiều thời gian lắm mình mới có. Tao nghĩ sao vậy, mai quỷ lửa chỉ có một nồi luôn nè đó. Trời ơi, trời, bà Banda này cái gì bà cũng có mèo ơi. Cái gì cũng có, cái gì cũng có, cái gì cũng có nữa. Đồ cao Banda. Coi. Oh my god, được rồi nè mèo ơi. Cái gì? Đây là cái gậy. Đây đây, hai damage chain up laser fly up. Trời ơi, cái gì tên vậy thôi? Cái gì vậy? Là cái dòng sức mạnh của nó và được mô tả bằng tiếng Anh. Nó mình cứ không biết, mình cứ thử coi để coi coi. Ở đây mình có cái nào mình thử không? Để mình coi mình thử vô dân làng. Ôi có con nhỏ bé gái kìa, thử vô đó đi. Tôi nói đùa thôi, tôi bảo vệ dân làng chứ tôi không biết dân làng đâu. Con bò đúng không? Ok, chị Banda đi đó. Banda là cái vật thử. Cái này nhìn sao như cứt chải vậy? Không như cứt chải đâu, cái này xịn vãi luôn. Ui, nghe cái từ cứt chải nghe gớm quá mèo. Nhưng mà bắn chị Banda thử cái đi. Ủa sao không bắn chị Banda được ta? Ông nhắm được không hút? Ủa sao không bắn được chị Banda nha? Vậy sao rồi, chị biết né mà. Nó không cho bắn vô người chị Banda. Cái cây này khôn. Ôi nó bắn vậy mà không chết chị Banda luôn ta. Cái cây này khôn đó, cái cây này được. Kiểu tôi làm cái gì ra tôi cũng muốn là bắn cho chị Banda chết. Mà cái cây này nó không bắn được chết chị Banda là tôi chấm điểm nó một điểm rồi đó. Biết sao không? Sao? Tất cả nguyên liệu đều do bà Banda cho. Đúng rồi, hàng chị cái trang dạng hả chị? Ở thật ra là nó bắn chị Banda cho cái lỗ. Đó, tụi con. Nhưng mà nó không có chết chị Banda mèo ơi. Nó không bắn. Trời ơi, em trèo lên chị Banda ơi. Vậy là không được rồi, cái kiểu như cái cây này nó không có đánh người mấy bạn ơi. Kiểu nó dùng để đánh mấy con này con kia rồi thôi. Không, bây giờ chị về chị làm thợ săn tiếp mèo. Bây giờ chúng ta sẽ chạy ra để trả thù cái con đó mấy bạn ơi. Cho chị Banda làm thợ săn tiếp. Đúng rồi, chị Banda xuống nước bơi tiếp cho em chị Banda ơi. Đúng rồi. Đây đây, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Đi đi, để chị đi trước thôi. Là chị Banda sẽ trở thành con mồi tiếp tục mấy bạn. Bả thật ra bả là con mồi và bả thử thợ săn không rồi. Bây giờ tôi thấy cái kỳ này chắc chết. Đừng có kia chị là con mồi nữa, chị không thích. Mình nghĩ chắc chị Banda sắp chết tới nơi rồi. Vòng 5, 4, 3, thôi 3 là bà chết. Trời quá. Ôi, my god, đó kìa. Ôi, rồi, rồi, nó cuốn chị Banda lên nữa. Ồ, ê mèo, thật ra là nhìn cái gì mà nó sấy chị Banda là tôi thấy giải trí lắm á mèo. Nó nghe nè, còn lâu lắm mới chết, hồi nãy tôi thấy nó sấy tôi đó, cũng mất ít máu lắm. Trời ơi, bây giờ tôi tính với chị tới sáng luôn đi mẹ. Không, chị ơi. Không, chị đang là thợ săn á, chị Banda, chị săn nó đi, chị Banda, cố lên. Em tin chị mà. Lấy cung mình, chị lấy cung mình. Đúng rồi, nó sấy chị Banda đi. Mỗi tên nó có vẻ chính xác á chị Banda. Đầu chị bắn tên chính xác như là thạch xanh bắn cung. Rồi đến lượt mình ra tay mấy bạn ơi. Mày chéo đùng 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 đùng. Ủa nó đẩy dội cái gì đó đâu hại luôn mèo. Mày đẩy dội mày láo rồi. Ui nó mèo cái mặt của nó kìa. Mày ôi đâu xong. Nó né rồi, nó đẩy cái gì nó lên trời luôn rồi. Đậu xanh con em đứng vậy. Mày nè. Rồi xong. Cái gì vậy? Mày đùng 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 đùng. Ôi đi dính nè. Mày nè. Chị kìa mới được. Ui nó đẩy cái viên nó ra nữa. Rồi lần này nhất định mày sẽ chết. Mày đùng đùng. Rồi lắc. Lắc vô. Có cái gì đó. Ôi Từ, cái này của tôi, cái này của tôi, toàn hạt cá, không tưởng đâu kim cương, hộp sò, nhẹ nhẹ, toàn một hạt cá mà, toàn mấy con cá thôi chị Banda ơi. Nguyên con quá giật chà bá, mà con đó lên nè, cá tiết sống, lăn trụ biển, ôi thần linh ơi. Vậy con quá giật đấy nó bị cụ bắp rồi. Con quá giật nó bị cụ bắp rồi mèo ơi. Thôi mấy bạn ơi, thì video ngày hôm nay của anh đã hết rồi mấy bạn ơi. Chị Banda cuối cùng cũng đã bị con quá giật giết rồi và anh phải đi dọn phân mèo đây, nó ỉa thú quắc à. Ok, bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của anh. Thúi quá chị không nổi bạn ơi.